cái phần la răng với cả những phanh này đấy, nếu mình lâu mình không tẩy cái la răng nó sẽ hiện tượng là bị ăn mòn và mất cái lớp sơn ấy. Nó sẽ bị mất lớp sơn đi thì bề mặt la răng mình rất là xấu, lâu ngày nó sẽ bị mọt cái phần la răng hoặc cái phanh đấy, cái đĩa phanh đấy, nếu mà mình mà không không vệ sinh thường xuyên ấy, nếu nó có một cái lớp mảng bám bề mặt bên ngoài nó sẽ bị mọt cái phanh, rất nhiều sẽ bị mọt cái phanh, bị láng cái phanh, hoặc là trên cả lá nó có rất hiện tượng là rất dễ bị mòn cái lá phanh của mình, hoặc khi mình phanh nó hiện tượng kêu mình sẽ zip, hoặc thì bắt buộc mình phải vệ sinh thường xuyên đấy. Tẩy la răng này thì rất đơn giản, nó không gì khó cả, anh em mình xịt trực tiếp lên là nó sẽ loại bỏ phần sắt trong một tí đó, xong mình xịt mình dùng chổi mình đánh qua đây, chỉ như thế xong chuyển sang một tí mà. Đó là chuyển sang một tí nữa. Đây là lúc mà nó sẽ loại bỏ phần sắt nó bám trên bề mặt của cái la răng, xong mình dùng chổi mình đánh đều lưỡi, mình xịt lại xong rồi thì mình sẽ kiểm tra lại xem là có những phần nào mà nó sót lại chưa sạch rồi thì mình sẽ giải quyết từng lần nữa. Tuy nhiên là cái tẩy la răng này mình sẽ chỉ loại bỏ được những cái mà nó bị bám lên trên bề mặt thôi, nhưng mình không thể loại bỏ hết được cái phần bị han gỉ được. Han gỉ thì bắt buộc mình phải sơn lại, và mình bắt buộc mình phải mài đi và mình sơn lại la răng được. Đây đến cái phanh này, cái phanh và cụ phanh anh em nhìn này, cái cụ phanh này rất là mờ, xỉn màu, xỉn xong cái lên xong bóng mai. Xịt bỏ lên, mình làm sạch lại. Đây là dừng lại. Đây ạ, anh em nhìn này, đó, bị hàn rồi, mất lớp sơn. Nếu mình để lâu rồi thì nó sẽ mất hết lớp sơn này luôn, thì lâu ngày nó sẽ bị mỏi. Anh em nhìn thấy nó sẽ sáng lại nhiều. Cái đĩa phanh mình nó sạch, mình phanh nó sẽ đảm bảo hơn, nó không bị mòn, và cái nữa là không bị mòn cái lá phanh của mình. Nếu khác biệt nhiều hơn. Cái dịch vụ này mà mình tư vấn sẽ rất là tốt, tại vì thường sẽ phải làm mình đa số đi tầm khoảng 6 tháng 1 năm là sẽ bị nhà vệ sinh đường sáng Việt Nam mình cũng sạch không, rất là bẩn. Đây là dịch vụ tẩy lốp nhé, tẩy lốp này dung dịch này mình xịt lên nó sẽ tự loại bỏ, toàn bộ cái đất cát đám ở bên trên mình nó lốp đi, nó đất bỏ vào ra. Mình tẩy xong sạch mới luôn.